Cô chủ theo chồng bỏ cuộc chơi, chú chó ăn vạ đòi đi theo. Trên mạng xã hội TikTok mới đây đã đăng tải một đoạn clip thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Cụ thể đó là clip chủ tài khoản chụp hình cùng bố mẹ nhân ngày trọng đại nhất của cuộc đời, đó là ngày cưới. Tuy nhiên, điều mà mọi người chú ý nhất lại là chú chó nhỏ luôn đứng bên cạnh cô dâu không rời nửa bước. Cô dâu cũng đăng video kèm với caption sắp xa nhau rồi cho chụp chung tấm hình coi. Chú chó hiểu được rằng đó là ngày cô dâu đi lấy chồng và sẽ không còn ở bên chú như trước được nữa, nên đã nũng nịu luyến tiếc đến thế. Khi con người đối xử tốt với loài vật thì chúng cũng sẽ dành hết tất cả tình cảm của mình cho con người. Loài chó là một con vật rất thông minh và có nhiều cảm xúc. Chúng có thể biết hết những chuyện đang xảy ra trong gia đình, bởi vậy chúng mới có thể hành động đặc biệt như thế. Bên dưới bài đăng có rất nhiều cư dân mạng để lại những bình luận khen ngợi chú chó. Chú chó thông minh quá, chúng biết sắp phải xa cô chủ rồi nên mới vậy. Giống tôi hôm cưới, con chó nhà tôi cứ ngồi nhìn tôi xong lại quanh quẩn bên cái váy cưới. Không hiểu sao xem clip này mình thấy rất cay cay mắt, cảm động thật sự. Con vật luôn có nhiều hành động và biểu cảm khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Chỉ cần yêu thương và đối xử tốt với chúng thì thậm chí chúng còn trả lại chúng ta nhiều hơn thế. Chính vì vậy hãy luôn dành tình cảm và bảo vệ thật tốt những con vật xung quanh mình. Chúng xứng đáng có được điều đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.